Thưa quý vị, để phòng chống dịch COVID-19 thì tỉnh Hải Dương tiếp tục tạm dừng các hoạt động các dịch vụ như là quán bar, massage, karaoke, vũ trường, rạp chiếu phim hay là quán game qua dịp 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5. Địa phương này yêu cầu người dân cần tiếp tục duy trì thực hiện các biện pháp 5K, yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi đi ra ngoài đường. Trước mắt, sau ngày 15 tháng 4, tỉnh tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống dịch theo tinh thần kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại thông báo số 161 ngày 30 tháng 3. Theo đánh giá thì dự kiến thời gian tới sẽ có một số người Trung Quốc vào khu vực huyện Thanh Hà để mua vải, có thể sẽ có trường hợp đi theo đường tiểu ngạch, nên công tác quản lý phải được quan tâm nhằm phát hiện kịp thời những trường hợp nhập cảnh mà không qua cách ly, giám sát y tế. Các tổ COVID-19 cộng đồng được củng cố và duy trì hoạt động, chuyển sang nhiệm vụ theo dõi người địa phương từ nước khác về, người nước ngoài trên địa bàn để mà sẵn sàng kích hoạt trong trường hợp dịch bệnh xảy ra. Ngoài ra, ngành y tế cũng xây dựng phương án đề xuất về việc xã hội hóa vaccine phòng COVID-19 căn cứ theo nhu cầu của người dân.